Xin chào quý vị và bà con, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Từ đêm nay, cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ là từ 3 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Bà con cần chú ý đề phòng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại cho cây trồng vật nuôi. Đối với Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm qua và sáng nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng trên 40mm như Núi Thành, Quảng Nam 47,8mm, Bình Thuận, Quảng Ngãi 45,8mm. Trong đêm nay và sáng mai, mưa vẫn tiếp tục diễn ra. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa với lượng từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay vẫn còn có mưa rào rải rác và dông. Từ ngày 18 đến 19 tháng 12 mưa giảm, hầu như chỉ còn xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối. Còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 25 đến 28 độ, tại khu vực Nam Bộ ở khoảng 28 đến 31 độ. Thưa bà con, những ngày này, nông dân các tỉnh phía Nam đang thu hoạch lúa vụ mùa 2022. Vụ mùa năm nay, người nông dân vất vả một nắng hai sương rất vui vì được mùa và được cả giá. Hiện nay, giá lúa tại ruộng đang dao động từ 6 cho tới 6.200 đồng 1 kg đối với lúa thường và từ 7 cho tới 7.100 đồng trên 1 kg đối với lúa thơm. Lúa được mùa, được giá, thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua đến đó. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gieo trồng khoảng 6.200 ha lúa vụ mùa 2022. Đầu vụ do ảnh hưởng của mưa, nhiều diện tích phải gieo xạ nhiều lần. Với sự nỗ lực đầu tư chăm sóc của nông dân, cuối vụ năng suất lúa vẫn đạt từ 5,5 đến hơn 6 tấn trên 1 hecta, cao hơn khoảng 1 tấn trên 1 hecta so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa lại tăng cao đã giúp nông dân bù lại những chi phí thất thoát từ đầu vụ. Điều này khiến cho cuộc sống của bà con vơi bớt khó khăn, nhất là khi Tết đang cận kề. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại!